Nắng Sài Gòn xin chào các bạn. Sáng nay thì Nắng Sài Gòn đang có mặt tại đường Lê Lợi, một con đường mà rất là lâu rồi không ai có thể lưu thông được do quá trình làm metro. Như các bạn cũng thấy là công trình vẫn còn đang chưa hoàn thành. Tuy nhiên là một đoạn đường các bạn thấy đã thông được từ đường Nguyễn Huệ ra đường Pasteur. Con đường Lê Lợi này chắc chắn rằng sẽ rất là lạ lẫm đối với khá nhiều bạn trẻ, bởi vì đoạn đường Lê Lợi này đã phải trong thời gian thi công gần như là đến 8 năm rồi. Con đường Lê Lợi là con đường rất là lớn, là một đại lộ cắt với đại lộ Nguyễn Huệ, và cuối con đường Lê Lợi này chính là chợ Bến Thành. Con đường Lê Lợi này là con đường trung tâm từ rất là lâu rồi các bạn. Và trên đường này, nếu như theo trí nhớ của mình thì thời gian trước, những cái bạn trẻ, bạn nhỏ sẽ rất là thích con đường này khi được đến với nhà sách theo mình nhớ là 60-62 Lê Lợi. Và theo mình biết có lẽ là đó là nhà sách Pha Sa đầu tư đó các bạn. Bên đây là con đường phố đi bộ Nguyễn Huệ nè các bạn. Đang có rất là nhiều các anh chị em đang tập thể dục ở đây. Hôm nay thì mình không có đi bộ mà mình đi trên một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp ở Phương Ni. Đây là Ủy ban Nhân dân thành phố. Ở đây là phòng xe của mình. Xe này nó có thể gặp lại được. Thì nhà mình cũng không có chỗ để, cho nên là mình cũng mua một chiếc xe khá nhỏ thế này. Lúc này chỉ mới hơn 6 giờ sáng thôi, chỉ khoảng 6 giờ sáng thôi. Đường phố nắng vẫn chưa lên này các bạn. Nắng chỉ có ở trên nhà cao mới thấy thôi. Phía dưới này chưa có nắng ha. Ok, hôm nay mình cũng đạp xe đạp để tập cho cái khớp gối của mình nó khỏe lên. Mấy bữa trước thì mình chạy bộ. Lúc này thì Nắng Sài Gòn đang đi dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ, và các bạn thấy rằng phố đi bộ Nguyễn Huệ thì không có quá đông người như các công viên, vì các cô bác thì cũng thích ra công viên để tập hơn, thì có các dụng cụ để tập lưng, tập bụng, tập tay. Còn phố đi bộ thì mình thấy là đa số là ra đây để tập vào các động tác cơ thể và các nhóm đi xe đạp tập hợp ở đây, và các cô bác đi bộ. Đây là khung cảnh chợ cũ vào buổi sáng lúc 6 giờ ngày 10 tháng 5 19 tháng 5 các bạn. Ngôi chợ cũ này là nơi trước kia rồi, rất là lâu rồi các bạn, đầu thế kỷ 20, thập niên 50 hoặc là 40 trở về trước, được gọi là chợ Sài Gòn. Và khi chợ Bến Thành ra đời thì ngôi chợ này được chuyển về khu chợ Bến Thành. Tuy nhiên là những cư dân sinh sống ở đây vẫn tiếp tục sinh hoạt mua bán ở đây như các bạn đang thấy, và tồn tại đến ngày nay. Con đường này mang tên là con đường Tôn Thất Đạm.
đây là một công trình rất là lớn ở nằm ngay khu vực bùng binh cổng chợ Bến Thành. Và khu vực này thì vẫn còn đang thi công dở dang nhà ga metro. Mình nghĩ rằng người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chờ đợi nhà ga metro này rất là lâu rồi, và mình nghĩ rằng là chỉ còn khoảng 1 đến 2 năm nữa thôi, và mình hy vọng là như vậy công trình này sẽ hoàn tất. Khu vực hai bên hông chợ Bến Thành từ khi dịch Covid xảy ra thì đã không còn sinh hoạt chợ đêm như trước nữa. Đây là con đường Lê Lợi. Và trước mặt các bạn có thể thấy đó là khách sạn New World. Đây là không khí tập thể dục ở công viên Lê Văn Tám. Lúc này thì khoảng 6 giờ 20. Sáng thứ nhật thì trong nhà thờ Tân Định cũng đang có tổ chức lễ. Đợt này thì mặc dù là thành phố đã công bố những cái yêu cầu là ngưng các cơ sở dạy học và nhiều hoạt động dịch vụ kinh doanh khác, tuy nhiên rằng mình vẫn thấy rằng thánh lễ vẫn được phép tổ chức. Thì không biết tình hình sắp tới sẽ như thế nào. Như các đợt trước thì các nơi như là nhà chùa, nơi thánh lễ ở các nhà thờ cũng đã phải hoãn do tình hình dịch. Đợt này thì dịch Covid-19 đã có những cái biến thể khá nguy hiểm từ các nước Ấn Độ và các nước xung quanh như Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam cũng đang bị ảnh hưởng rất là nhiều khi đã có những cái ca lây nhiễm cộng đồng từ rất là nhiều tỉnh ở trong Việt Nam. Ở các trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại chỉ là các ca liên quan thôi.
chưa phát hiện các ca dương tính ha, các ca F1, F2 liên quan. Ok, video sáng nay mình đi tập thể dục và quay các hình ảnh ở quay các địa điểm ở các vị trí trung tâm gửi đến các bạn, và xin cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.